hai anh em ruột đuối nước thương tâm ở Đắk Nông. Người nhà phát hiện hai anh em ruột đuối nước ở hồ gần nhà. Chiều ngày 1 tháng 6, một lãnh đạo xã Đắk Sắc, huyện Đắk Miêu, Đắk Nông cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, nạn nhân là hai anh em ruột. Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, mẹ của hai em, 9 tuổi và 6 tuổi đi làm nên để hai con ở nhà chơi cùng người thân. Sau đó hai cháu ra một hồ nước gần đó chơi, đến 9 giờ cùng ngày, người dân phát hiện có quần áo trên bờ nhưng không thấy hai cháu nên đã trình báo sự việc đến chính quyền. Người nhà đã tiến hành tìm kiếm hai em, một lúc sau đó người thân tìm thấy thi thể hai cháu dưới hồ nước. Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã chia sẻ động viên gia đình hai cháu. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.